kiếm hội là đại hội giang hồ do ba đại tông cùng tổ chức. Người thắng sẽ nhận được tiền thưởng, linh đan, thần khí phong phú. Không những có thể cơ hội thể hiện tài năng trong giang hồ, mà còn có cơ hội kết thân với người ở trong ba đại tông, một bước lên trời. Vì thế, tham gia đại hội này, đồng thời đạt được chức quán quân đã trở thành mục tiêu cả đời của rất nhiều người luyện võ. Mỗi lần đại hội đều có thể nói là thiên hạ nhân tài, nhân tài nườm nượp, nhân tài. Sư phụ. Sư phụ con cũng muốn tham gia. Không phải ta không muốn đưa ngươi đi. Chỉ là có người đáng tin ở phía sau chấn thủ thì ta mới yên tâm được. Lúc ta và tiểu soái không ở đây, khách điếm này giao cho ngươi. Sư phụ người cứ yên tâm lên đường, con ở cửa hàng chờ người về. Sao nghe cứ thấy không đúng thế nhỉ? Làm gì đấy? Mắt mũi để đâu đấy, không thấy có người vẫn chưa lấy số sao. Nhìn cái gì đấy, có gì mà nhìn đấy? Bát bảo như ý nhuyễn giáp, bạc, bảo ấn Phật Châu, 23.333 bạc, khóa âm dương như ý, bạc, nhẫn hỏa nguyên, 6.666 bạc, túi không gian linh lùng. Cha hạ tặng, dây cưỡi mây đạp gió, 15.733 bạc. Sư phụ, tại sao mọi người lại nhìn chúng ta? Khóa càng khôn hộ tâm, 38 880 bạc. Hóa ra đây chính là cảm giác mặc thần trang đứng trước cây tân thủ được người mới sùng bái à. Nhưng mà thứ này cũng nặng quá, vẫn nên cởi ra trước thì hơn. Nói ra thì... Ha ha, lần đầu tiểu huynh đệ tham gia hội đấu nhỉ? Hội đấu không dùng đến những đồ trên người ngươi đâu, chi bằng các huynh đệ của ta giúp đệ thu lại nhé đây là lòng hiếu thảo của đồ đệ bản thân tự cất giữ thì hơn sao lại làm phiền người khác được tài nguyên trang bị ồ đây là không muốn cho tăng bưu ta mặt mũi sao a à, tên này vẫn còn cảnh hình như thi đấu sắp bắt đầu rồi ta qua đó trước nhé có chuyện gì thì lần sau nói tiếp tên vừa nãy nhìn là biết chỉ là nhân vật phụ chắc là không sống sót qua được một tập đâu thi đấu vẫn là quan trọng hơn được rồi chắc hẳn mọi người cũng đã mấy được chủ đề của lần lựa chọn này rồi. Thời gian thi đấu dài 12 canh giờ, nửa canh giờ sau thi đấu sẽ chính thức bắt đầu. Chúc mọi người may mắn. Đợi đã. Thế nên trận đấu này không phải là đấu võ sao, sao lại phải hái thảo dược. Đây chẳng phải là làm không công cho người ta sao. 2. Đống thảo dược này bảo mình đối chiếu với ảnh tìm còn không tìm được, xem ra chỉ có thể đi từng bước một thôi. Nhẹ chút, đừng làm nhăn. Lão đại, đi theo nửa ngày rồi, có khử hắn không? Nhìn hắn không giống như biết võ, chắc là đến thêm náo nhiệt thôi. Đệ cảm thấy ổn, tên này nhìn thì không thông minh lắm, còn đem theo một đứa trẻ con, một trưởng của đệ mà đánh cho hắn nằm bẹp dưới đất luôn được rồi. Đúng thế, bán những đồ trên người hắn đi còn kiếm được hơn mấy đơn hàng ngày thường chúng ta nhận nhiều. Hơn nữa còn có cái túi kia, bên trong chắc chắn có càng nhiều bảo bối hơn. Khử hắn. Là ai? Vậy mà dám ám toán lão tử? Ngươi nhìn đi, ta đã nói mà. Đám quần chúng như này còn không sống được nổi một tập. Tơ Xích Vân, 25.688 bạc Wow, hóa ra đây chính là niềm vui khi làm người nhện sao. Không phải ngươi tưởng ta là một tên ngốc thật đấy chứ. ra vẻ giàu có từ lúc mới bắt đầu. Giả vờ bản thân là người mới nặng quá đi, nặng quá. Rồi lại có người tiếp lời tìm rắc rối. Tất cả tất cả những chuyện này. Tên tiểu tử chỉ được cái mã này, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đều là ta cố ý đấy. Chẳng trách từ xưa đến nay, phản diện đều thích tán dóc với người khác, cảm giác này đúng là thoải mái mà. Được rồi, cho chuyện xong rồi, nên vào chủ đề chính thôi. Nói thật thì ta vẫn chưa quen với nơi, thế giới, nay của các người đâu mặc dù cũng không muốn gây ra phiền phức nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra được cách gì khác nếu đã như thế chỉ có thể làm phiền người tốt như người giúp ta thôi tập truyện đến đây là hết mất rồi mọi người nếu thấy hay thì hãy nhấn nút like đăng ký kênh và bật chuông thông báo để khi nhóm ra tập mới mọi người sẽ nhận được thông báo sớm nhất nhé ngoài ra mọi người cũng có thể ủng hộ nhóm thêm chút kinh phí dịch truyện thông qua việc cày view cho video hoặc donate theo thông tin phía dưới nhé xin cảm ơn mọi người rất nhiều